chắc các bạn đã cầm xe phong cách 24 giờ. Winner cho mưa siêu chiến binh của dân chơi Khánh Hòa. Winner cho mưa là dòng xe con tay sản xuất của nhà Honda. Sau một năm trình làng ở thị trường Việt Nam, thì Winner cho mưa đã để lại ấn tượng tuyệt vời với những biker khi sở hữu em nó. Với bóc dáng thể thao cùng phân khúc 110cc rất mạnh mẽ của dòng mô tô phân khối nhỏ. Tuy nhiên, đối với những ánh mắt thẩm mỹ thì sự nguyên thủy của chiếc xe không được đánh giá cao. Từ đó cái bản độ được cho đời mang những phong cách hầm hổ hơn rất nhiều. Tương tự như vậy, chiếc Winner cho mưa dưới đây đã được độ kiển lại cực kỳ chất với những món đồ chơi có giá trị. Khoái mình bộ áo nguyên thủy đầy rực rỡ với cái màu chủ đạo chính là vàng đen. Xe trông rất cứng cáp hơn rất nhiều khi được lên một số món đồ chơi kiển. Ốp indo ở phần mặt nạ mang phong cách độc và lạ, với đét chợ sáng L4 được tích hợp ở phía trong mặt nạ mới có bao mắt. Bao tay Spider cùng với thắng Rainbow Airset tạo cái điểm nhấn đầy nổi bật ở phần đầu. LED chợ sáng L4 được gắn ở trên kính trái cùng với kính Smart Lip. LED công tắc on off cũng được tích hợp ở các góc ở cái bờ đồng hồ. Khóa chống trộm Smart Key cũng được trang bị để bảo vệ thú cưng của mình bởi những ánh mắt dòm ngó. Ống tản nhiệt titanium với các món hàng cực đẹp. Dàn chân đầy cứng cáp với mâm Oxide Racing, các chân biker đầy phá cách với cái tông màu đỏ. Dây dầu Morin cái màu vàng rất là bậc với heo rainbow quay ngược, được sự hỗ trợ của phát CNC. Nòng súng thì của Sonic tạo độ thẩm mỹ cao. Phần đuôi thì con gọn hơn với dàn Sonic, cản CNC, phong cách Window. Cánh trái rất là bậc với cặt tay của biker. Đĩa tải nhôm T651 cùng với xích vàng đầy sang chảnh. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại chi tiết nhớ like, share, subscribe.